Vâng, xin chào toàn thể anh em audio và tiếp tục lên sóng tới quý vị của bạn một quả súp Yamaha SVK800 với phiên bản thùng màu đen. Và đây nhá, anh em nhìn này, em vừa tháo hết ốc, toàn bộ ốc ở cái loa bát ra. Đây. Nhưng chưa nhấc được cái loa bát này lên, nó rất nặng luôn. Mà đây nhá, đã cắm điện vào để test này, anh em cùng xem là loa nó nảy như này mà nó vẫn chưa bung ra được. Nhìn cái loa bát nó nảy như thế này rồi mà cái phần keo này, đấy, nó vẫn chưa bung được ra, chứng tỏ là cái loa này, đấy, loa zin bát chưa nhấc ra lần nào thì nó là như vậy đây anh em. Nó bám thùng đến mức nhà. Tiếng trầm dã man luôn. Bát 27. Đấy, giờ nó mới ra. Giờ nó mới bung ra được. Vẫn chưa ra. À, ra rồi. Đây. Đã gỡ được nó ra, anh em nhìn cái sắc xì nó 7 màu, đẹp chưa? Cái loa gấu. Vì phần bên trong của nó đây. Tụ nguồn này. Đẹp keng luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ lắp lại. Đây, chứng nhận bản quyền loa. Ốc còn rất mới này, ốc đế này. Xong đặt lên bàn xoay nhé. Đặt ngược lại đi. Con này có quyển sách hướng dẫn sau này, cái đời này nó lại rất dày này. Con này nó phiên bản suốt này, nên là toàn bộ bằng tiếng Anh, không phải là tiếng Nhật nữa này. Số seri của nó là 375ZP. Với phiên bản thùng màu đen này thì bên em đang xuất ra với giá là 13.200.000 một quả. Anh em lưu ý nhé, dòng 800 rất hay bị mất cái tấm sắt ở đằng sau này. Quá đẹp luôn. Chơi diện tích phòng tầm 35-40m2 thoải mái. Hình ảnh của quả súp này em sẽ chụp lại. Anh em nào có nhu cầu đến quả súp này thì xin liên hệ tới số điện thoại 0972 192087 qua Zalo, em sẽ gửi hình cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh.